Hãy đăng ký kênh Thay đổi để thành công để cập nhật các tin tức mới nhất từ dự án P-Network. Với những cập nhật mới nhất về KIC, biết khách hàng của bạn và di chuyển mainnet, nhóm Pi có team kêu gọi tất cả những người tiên phong tham gia tăng tốc hướng tới các mục tiêu của một mạng mở. Những bước này đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn mới đầy hứa hẹn trong quá trình phát triển của dự án. Tuy nhiên những thách thức và cơ hội đáng kể vẫn còn ở phía trước một tầm nhìn và sứ mệnh của p network tầm nhìn chính của p network là xây dựng một mạng mở cho phép mọi người truy cập vào các dịch vụ tài chính và tài nguyên kỹ thuật số bất kể họ ở đâu đó không chỉ là việc tạo ra một loại tiền kỹ thuật số mà còn là việc cho phép tiếp cận tài chính cho hàng tỷ người hiện chưa được phục vụ bởi các hệ thống tài chính truyền thống hai để đạt được tầm nhìn của mình p network có một số nhiệm vụ quan trọng mở rộng quyền truy cập p network nhằm mục đích mở rộng quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính cơ bản cho những người thiếu quyền truy cập vào hệ thống tài chính truyền thống thúc đẩy việc áp dụng tiền kỹ thuật số bằng cách cung cấp nền tảng thân thiện với người dùng p network tìm cách thúc đẩy việc áp dụng tiền kỹ thuật số cho nhiều đối tượng hơn trao quyền cho người dùng p network không chỉ cung cấp quyền truy cập mà còn trao quyền cho người dùng kiểm soát và quản lý tài chính của họ một cách an toàn và bảo mật. Đổi mới liên tục, P Network cam kết liên tục đổi mới và cải tiến nền tảng của mình để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dùng theo thời gian. 3. Vai trò của những người tiên phong trong việc định hình tương lai của P Network. Những người tiên phong đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của P Network. Với tư cách là những người dùng đầu tiên và là người tiên phong của dự án này, họ không chỉ là người dùng mà còn là người xây dựng cộng đồng và đại sứ cho dự án cộng đồng p network đã phát triển đáng kể kể từ khi ra mắt và điều này sẽ không thể xảy ra nếu không có sự đóng góp và hỗ trợ của những người tiên phong bằng cách chia sẻ thông tin cung cấp phản hồi và nâng cao nhận thức về dự án người tiên phong đã giúp xây dựng một cộng đồng mạnh mẽ và nhiệt tình xung quanh p network với tư cách là những người áp dụng sớm người tiên phong cũng chịu trách nhiệm trở thành đại sứ tin cậy cho dự án bằng cách tuân thủ các quy tắc và thủ tục cũng như hành xử liêm chính và minh bạch người tiên phong giúp xây dựng danh tiếng của p network như một dự án đáng tin cậy và bền vững ngoài ra người tiên phong cũng đóng vai trò củng cố mạng thi bằng cách tham gia vào các hoạt động như xác thực giao dịch và hỗ trợ cơ sở hạ tầng mạng bằng cách đóng góp tích cực người tiên phong giúp duy trì tính bảo mật và ổn định của mạng 4. Ứng phó với những thách thức và cơ hội trong tương lai Trong khi P-Network đã đạt được nhiều cột mốc ấn tượng, thì những thách thức và cơ hội đáng kể vẫn còn ở phía trước. 5. Một số thách thức mà P-Network phải đối mặt bao gồm Quy định, đối mặt với các quy định và chính sách khác nhau giữa các khu vực pháp lý khác nhau. P-Network phải đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành trong khi vẫn duy trì tầm nhìn và sứ mệnh cốt lõi của dự án. Sự chấp nhận của người dùng, P Network vẫn cần tiếp tục làm việc chăm chỉ để tăng mức độ chấp nhận của người dùng. Đặc biệt là ở những khu vực mà tỷ lệ truy cập Internet vẫn còn thấp. Bảo mật và quyền riêng tư, với các mối đe dọa ngày càng tăng đối với bảo mật. Và quyền riêng tư trong thế giới kỹ thuật số, P Network phải tiếp tục tăng cường hệ thống bảo mật và quyền riêng tư của mình. Để bảo vệ người dùng và dữ liệu của họ. 6. Tuy nhiên, cũng có những cơ hội đáng kể dành cho P Network đổi mới tài chính bằng cách cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ tài chính chưa có trước đây. Phi Network có tiềm năng kích thích những đổi mới tài chính mới và thay đổi cách mọi người tương tác với hệ thống tài chính. Tiếp cận tài chính bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài chính, Phi Network có thể giúp thúc đẩy tài chính toàn diện trên toàn thế giới. Mở ra cánh cửa cho hàng triệu người tiếp cận các dịch vụ tài chính rất cần thiết. Hợp tác trong ngành bằng cách cộng tác với các công ty và tổ chức khác. P-Network có thể mở rộng phạm vi tiếp cận và đẩy nhanh tốc độ phát triển đồng thời củng cố hệ sinh thái blockchain tổng thể. 7. Cùng nhau xây dựng tương lai Với các bước thực tế được thực hiện trong cập nhật KIC và di chuyển mainnet, P-Network đã thể hiện cam kết của mình trong việc xây dựng một tương lai cởi mở và toàn diện hơn cho mọi người. Tuy nhiên, những thách thức và cơ hội đáng kể vẫn còn ở phía trước đòi hỏi sự hợp tác và cam kết từ toàn bộ cộng đồng P Network. Bằng cách hiểu rõ tầm nhìn, sứ mệnh cũng như vai trò và trách nhiệm của họ với tư cách là người tiên phong, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho P Network và biến nó thành một dự án thành công và bền vững. Hiện tại Pi vẫn chưa lên sàn giao dịch nên mọi người khai thác bằng cách kích tia xét mỗi ngày, hạn chế mua bán Pi ở các sàn giao dịch chợ đen tránh mất tiền oan. Chúc mọi người nhiều niềm vui trong cuộc sống chúc cộng đồng p network ngày càng phát triển và thành công